Nếu các bạn đang phân vân muốn tìm shop rộng lông uy tín thì đúng rồi đấy. Buscoming roblox.com, shop bán rô bất giá siêu rẻ, ạt siêu VIP. Mọi giao dịch hoàn toàn tự động và nhanh chóng, đảm bảo uy tín 100% và đặt sự ưu tiên của khách hàng lên hàng đầu. Hỗ trợ và phục vụ mọi vấn đề trên shop của mình. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và ghi vào phần bình luận nha. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với video tiếp theo. Mình nhìn là Buscoming đây, chúc bạn có một ngày mới thật vui vẻ và có khoảng gian xem video thú vị nha. Ok, hôm nay mình lại tiếp tục với tựa game Block Food các bạn ơi. Đấy, hôm nay là mình sẽ làm một clip đi chơi trả quỷ các bạn nha. Hôm nay là mình bình thường ấy, các bạn đi chơi sẽ chơi lời đúng không? Nhưng mà hôm nay mình không lời bạn ạ. Đấy, hôm nay là mình sẽ chơi kiểu mình mua trái ác quỷ bằng Robux vào kho đồ vật phẩm của mình, và sau đó mình sẽ đi chơi trái vĩnh viễn cho các bạn khác trong cái server này các bạn nhá. Ok. Nani? Rồi thì mình sẽ tặng quà này. Để tặng như này thì nó sẽ vào trong kho đồ của mình luôn các bạn nhá. Đó chính là trái báo đố các bạn ơi. Đó. Cái này trị giá là 3000 Robux các bạn nhá. Đấy, với đầu mình sẽ mua trước. Ok. Đây nha bạn ơi, đó, trái báo đố vĩnh viễn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chơi. Đấy, chơi cho những bạn nào may mắn và bất kỳ trong cái đảo này, đấy, trong cái map này. Ok, giờ mình sẽ chat. Hey, mình có trái báo vĩnh viễn, có ai lấy không? Hôm nay là xác định là đi chơi lỗ bạn ơi, tại vì là trái báo vĩnh viễn mà đúng không? Đấy, nên là được cái gì thì sẽ phải chấp nhận và lấy cái đấy thôi bạn ơi. Đó. Ok. Pro. À, thanh niên thì gọi mình vào này, phải không? Ok, cho trái báo vĩnh viễn này. Đấy. Ôi, thích thế nhở? Ôi, chắc chắn là không có một cái deal nào mà mình có thể lỗ được. À, mình có thể lời được bác ạ. Đấy. Kể cả là nó cho 4 trái báo vĩnh viễn. À, 4 trái báo ở đây mình cũng không thể làm mà lời được. Anh như thế sẵn sàng ăn cơm đấy. Ăn cơm đấy, ăn gì cơm đấy. Con vẽ lìn, một trái điều khiển, một photo, một letter và một trái trọng lực thì không bao giờ có chuyện là đổi một trái báo vĩnh viễn của mình cả bạn ạ. À, nó chắc là cho bạn ạ, cho báo này không phải báo bình thường, đâu phải là thích cho thì cho, để xem thanh niên nào nói chuyện hay tí thì mình cho bạn ạ, chứ không nhìn thanh niên này tham quá, kiểu vồ vập quá, kiểu muốn được có luôn đấy, ảo thật đấy. Ôi, lại có cả hướng yêu bớt ở trong phòng cái này, ảo thật đấy. Hãy nhìn có cả hướng yêu bớt nhỉ. À đây bạn ơi, thật thấy hướng fake ta. Vừa để mình random cái trái thì xem. Ôi, cắt đừng ra trái một các bạn ơi. Nani? Phải lìn ạ. Thật không là không thể tin nổi. Oh my god, bạn ơi ra trái một nè. Wow, ảo thật đấy. Ảo chưa ra trái một luôn này. Thôi bây giờ tiếc nhỉ. Làm sao để mà mình không muốn cất vào tủ đồ, tại vì cất vào sẽ bỏ ra được đấy, mà cầm như này chỉ sợ bị giết thôi bạn ơi. Để mình đi tìm hương đã, hương thật không? Ôi hương này, M700 đúng rồi bạn ơi. Các bạn có nhớ là cái clip mà mình hướng dẫn hương chơi game không? Cái lúc đấy là hương mới bắt đầu tập chơi game thôi bạn ạ. Mà mình đang rất là vui khi mà ăn được một trái bột. Quá tuyệt vời. Phải mình chơi không cơ chứ. Từ các bạn này để mình cất trái bột cái đĩa mình ui hường thật các bạn ơi. Đang dùng mochi này. Điện. Alo. Hỏi chấm đây, hường hỏi chấm đây. Đây hường yêu bớt đây nhỉ. Vâng. Gặp nhiều cũ bạn ạ, ảo thật đấy. Trời ơi. Anh nhìn này vẫn còn cho em báo. Không phải đâu ha. Ê, nhìn cái kiểu không phải đâu ha là biết là phải rồi. Hường hay có cái kiểu này. À thế à? Phi của mình đâu. Ê, thằng báo này. Ôi, chẳng phải chết kìa. Ơ, không chết kìa. Ta đây, anh nói chuyện tí. Hường. Đây. Em đang cày gấp. Thế thì đúng là Hường rồi bạn ạ. Tại vì trước mình vừa chơi game mà. À, trong cái chạy kiểu này là đúng là Hường rồi. Hường mới tập chơi game. Cùng đường ngố này đúng là Hường rồi. Đúng là em không. Các bạn ơi, cái câu chuyện mình và Hường chia tay cách đây khoảng hơn 2 tháng bạn ạ. Không có
công khai lên YouTube cho bạn xem, chắc là các bạn nhiều bạn chưa biết đâu đấy, chắc chắn là sẽ nhiều bạn bất ngờ. Bây giờ chúng mình, còn cái lý do chia tay thì do riêng của mà lâu lắm rồi không nói chuyện các bạn ơi. Có chuyện gì mà gọi qua đây à? À hay lấy này đi, mình đủ Hường vào Discord. Chắc chắn là Hường các bạn ơi, nhìn cái kiểu ngố này là Hường rồi. Em chưa tải á, tải đi. À nhìn kiểu nói chuyện này chắc chắn là Hường các bạn ơi, chắc chắn là Hường rồi. Tiên gặp lại yêu cũ thì Tiên thấy kiểu xúc động nhỉ, nhớ nhớ kiểu nhói nhói các bạn. Đây một xíu nha, nhưng mà anh gọi em vào làm gì vậy? Đúng Hường các bạn ơi, đúng 100% rồi. Nào anh nói chuyện thì thôi. Ok. Được hả? Lâu không gặp, anh nhớ em thôi. Thường giờ vẫn còn chơi game mà mình cứ tưởng là chia tay, mình không chơi game nữa. Nhớ thật không á? Em không nhớ thật thì tôi phải ra đây tìm bạn chắc. Bạn xem video này bạn nhớ mặt bạn đấy. Còn đúng lúc đang quay clip thì ảo thật đấy. Rất là trùng hợp. Ok để em xíu em tải. Ôi dồi ơi, không dạ vâng rồi bạn ơi. Ngày xưa mình nói toàn dạ vâng rồi, bây giờ lại ok ok, lại còn mỗi chữ o o với cái chữ k chứ, nghe nó kiểu nó kiểu nó thế nào ấy, nó không quen bạn ạ. Bình thường ok người ta phải ok thêm chữ e sau mà, còn là chữ i hoặc ok chẳng hạn đấy, nghe nó kiểu cuốn cuốn nó tí không. A few minutes later. Ôi Hương vào thật này các bạn ơi. Ô thế là Hương thật à? Nếu không phải em thì là ai? Ôi anh cứ tưởng em là giả cơ. Thế lâu gặp có nhớ anh không? Không nói với anh làm gì. Ủa kìa, anh nhớ em thì anh hỏi em có nhớ anh không thì lại không nói. Đáng thế, lâu không gặp chẳng lẽ không cho người ta hỏi thăm tí nào. Thôi bye anh, em đi chơi game tiếp đây. Ơ kìa Hương ơi, từ từ. Xin đính đi à cô. Alo. Thì các bạn ơi, ơi không muốn, kiểu không muốn va trong lời nói luôn ấy. Kiểu không muốn gặp nhau trong, không muốn nói chuyện với nhau luôn ấy. Này nhìn này, chán kìa. Em thôi. Ê bạn nhìn khóc thật đấy bạn ơi. Khóc thật đấy không được. À, mình vừa mua trái báo bạn, mình không cho Hưởng. Anh chiêu em mà. Ra đây anh cho cái này. Ra để em làm. Ra đây. Anh cho cái này. Rồi anh để. Bạn ơi, bây giờ trong lòng mình cảm giác bạn nhìn thế thôi, nhưng mà đang cố tỏ ra là mình đang bận lắm, kiểu Hương không muốn nói chuyện mình các bạn. Và đây à, đây mình sẽ cho Hương trái báo đặc biệt bạn. Để thật sự tí mình gặp lại Hương, mình Hương yêu anh nè Hương. What? Yêu Hương à. Thằng kia nó còn đòi yêu anh nè Hương, đúng biết chiêu đấy. Nó không cho em gì đâu. Ai bảo không cho gì? Anh nhìn này. Nó dụ em lấy tài sản đó. Tao cho Hường cái báo vĩnh viễn. Nani? Mày nhầm rồi. Nghe, con bảo đâu cho xem á. Mày vào đi. Mày vào đây, cho xem. Hường, em ra cho nó vào. Nóc này, dám bảo anh mày bịp à? Ảo thật đấy. Ê, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Đéo tin ạ. Mẹ tao vả vào mồm mày luôn. Thằng nào, mày mà xem được clip này á, mày nhớ mặt tao đấy. Anh mày không mõm. Á điều. Ok chưa? Anh mày không mõm. Thôi 9 phút. Ra chỗ khác. Á tên bớt này giống ai đồ thế. Cường đây. Anh biết chơi FIFA không? Hết em mình kênh YouTube.
Một chén xin đi cười, thích như thế này, anh sắp ra anh rồi. Ôi trời ơi, thanh niên, gặp ngay thanh niên, fan các bạn ạ, fan nó còn đòi chiêu mình hơn rồi, mình cho thử trái báo bạn này. Em xem anh từ hồi chơi lửa chùa. Em tặng anh trái này coi như quà gặp lần cuối nhé. Phải lìn ạ cả. Quà gặp lần cuối. Buồn đéo chịu được. Con mèo tên Muội. Trời ơi, nó còn nhắc. Thanh niên này còn nhắc cả người yêu cũ của mình nữa. Tức là người yêu của mình trước khi yêu Hường ấy. Gì cái ấy? Thanh niên này biết yêu cũ của mình luôn. Chứng tỏ thanh niên xem mình lâu lắm rồi các bạn ạ. Anh lắm yêu cũ quá nhỉ. Em cũng là người yêu cũ của mình. Em tưởng trước giờ có mỗi em là duy nhất, haha. Có cái nịt, em là duy nhất. Em chưa có game pass trong này. Ai người yêu tệ bạc nha. Buồn thế, mình tặng cho cái trái báo để bảo tệ bạc. Vãi cả lìn. Chán. Hẹn không bao giờ gặp lại. Buồn. Ôi, mình tặng thanh niên fan đó bạn ơi. Thanh niên fan trái mochi. Thanh niên fan trái mochi. Thấy không? Này tặng luôn bạn ơi, fan cứng. Để tình fan cứng. Anh cho mày. Nhưng mà mày dám bảo anh là lừa đảo. Xin cảm ơn. Cái bạn này. Thôi rồi. Còn nữa không? Nhiều lắm. Anh thiếu gì? Để cho thanh niên zip bạn này. Cái zip này. Độc này. Cho thêm trái phượng hoàng. Ok. À phượng hoàng. Em chưa được phải lớp phát bao giờ. Đợi đi. Thì đợi anh cho đi. Ok. Rồi, cho thanh niên này. Tiếp thanh niên. Rồi mình cho. Cái ngon. Ok bạn ơi. Thì chắc là clip mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Đấy. Thực sự các bạn là mình gặp lại nhiều cụ buồn vãi trưởng. Nhiên gặp lại nhiều. Ok. Trùng hợp vãi trưởng. Ok. Rồi các bạn ơi, nhắc đến thì buồn, mà không nhắc đến thì tớ đấy thôi. Thôi hẹn gặp lại bạn trong clip sau nhá. Bye. Buồn quá.